sẽ phải thứ nhất phân tích được tính hiệu quả của một phương pháp ngừa thai ha. Thứ hai là phải phân tích được tính an toàn của một biện pháp ngừa thai. Thứ ba là phân tích được khía cạnh kinh tế của một biện pháp ngừa thai. Và thứ tư là mô tả các giai đoạn của tiến trình tư vấn một lựa chọn một biện pháp ngừa thai. Thì một biện pháp ngừa thai mà được sử dụng có phù hợp với đối tượng người dùng hay không á, nó phụ thuộc vào tính hiệu quả, tính an toàn và tính kinh tế, chứ không phải chỉ có đơn giản là tính hiệu quả thôi. Như lần trước mình có đề cập một 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 vài cái tính hiệu quả của các biện pháp ngừa thai ở bài học lần trước ha. Thì hôm nay mình sẽ học sâu hơn về những cái đặc điểm này là như thế nào nha. Thì mình sẽ xem lại cái định nghĩa tránh thai là gì ha. Thì tránh thai là một cái hành động chủ ý để mà ngăn ngừa cái sự thụ thai giữa tinh trùng và trứng ha, bằng những cái biện pháp ngừa thai, những cái kỹ thuật ngừa thai ha. Thì khi mà lựa chọn một biện pháp ngừa thai thích hợp cho một người phụ nữ thì phải cân nhắc trên bốn cái tính này. Thứ nhất là tính hiệu quả, thứ hai là tính an toàn, thứ ba là tính kinh tế, thứ bốn là khả năng chấp nhận của người dùng ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tính đầu tiên là tính hiệu quả. Tính hiệu quả là một cái thuật ngữ được cái ông Raymond Peir đề ra vào năm 1933, có nghĩa là cách đây 80 năm rồi. Thì ông đề ra cái chỉ số Peir này để đưa ra cái tính hiệu quả. Thì định nghĩa của chỉ số Peir là số thai kỳ quan sát thấy trên 100 năm phụ nữ ha. Có nghĩa là mình dễ hiểu hơn đó là các bạn dựa vào cái công thức tính chỉ số Peir ha. Công thức này á là bằng cái số thai kỳ quan sát thấy, số thai kỳ quan sát thấy trên tổng số chu kỳ thực tế đã quan sát nhân cho 1200, 1300 ha. Thì á mình thấy á, cái tử số á, là số thai kỳ quan sát thấy chia cho tổng số chu kỳ thực tế nó quan sát. Thì khi mà cái chỉ số Peir nó càng cao, có nghĩa là cái tính hiệu quả của một phương pháp ngừa thai nó càng thấp ha. Có nghĩa là có thai thì là thất bại, và cái tính hiệu quả là nó giảm khi mà chỉ số Peir cao ha. Và chỉ số Peir này á nó chỉ áp dụng trong cái trường hợp là người dùng sử dụng hoàn hảo. Người dùng sử dụng hoàn hảo có nghĩa là người dùng sử dụng đúng cách cái biện pháp ngừa thai đó ha. Và chỉ số Peir này á là được dùng để so sánh hiệu quả của các biện pháp ngừa thai với nhau ha. Một biện pháp ngừa thai sẽ được nghiên cứu thấy quan sát thấy là có cái số thai kỳ quan sát thấy là bao nhiêu, chỉ số là bao nhiêu, và so sánh hai cái chỉ số đó để mình tư vấn cái tính hiệu quả của một phương pháp ngừa thai. Thì tính hiệu quả của một phương pháp ngừa thai á nó phụ thuộc vào bản chất của phương pháp, đó là chỉ số Peir, nhưng ngoài ra nó cũng phụ thuộc vào cái tình trạng thể thể chất của người dùng cụ thể ha. Tình trạng thể chất của người dùng cụ thể thì hai yếu tố này á là một hai yếu tố ảnh hưởng đến cái tính hiệu quả của phương pháp ha. Thể trạng thể chất của người dùng á, cụ thể bao gồm tới sức khỏe của người dùng ha, và cái khả năng tuân thủ của người dùng ha, hoặc là tình trạng thể chất ví dụ như là có đang cho con bú hay không ha, có thừa cân béo phì hay không ha. Đó là nó những yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng tới
cái sự hiệu quả của phương pháp. Rồi, một biện pháp ngừa thai á, thì tuần trước mình học về bài tổng quan rồi, thì hôm nay cô nhắc lại một biện pháp ngừa thai mình chia ra làm hai nhóm theo cái thời gian, a là vĩnh viễn hoặc là tạm thời. Nếu mà vĩnh viễn thì mình có triệt sản nữ và triệt sản nam. Thì đây là phương pháp triệt sản nữ ấy, mình phẫu thuật và thắt cái vòi trứng bằng những cái phương pháp khác nhau, và hiện tại thì trên lâm sàng được dùng nhiều là phương pháp Pomeroy ha. Thứ hai là phương pháp triệt sản nam, lần trước mình cũng đã học rồi, làm gián đoạn cái ống dẫn tinh. Rồi còn các biện pháp tạm thời thì mình có dụng cụ tử cung, cái que ngừa thai, thuốc tiêm, thuốc uống tránh thai, miếng dán vòng âm đạo, mũ chụp cổ tử cung, bao cao su, thuốc diệt tinh trùng. Thì cái slide này á, nó cho thấy là cái chỉ số bia á, nó từ ít nhất tới cao nhất, có nghĩa là có hiệu quả nhất tới hiệu quả kém nhất ha. Dụng cụ tử cung thì chia làm hai loại: dụng cụ tử cung không có hoạt chất hay còn gọi là dụng cụ tử cung trơ, và thứ hai là dụng cụ tử cung có hoạt chất chứa đồng hoặc là phóng thích nội tiết levonorgestrel, hay được gọi là vòng Mirena. Đây là vòng Mirena nè ha. Cái que cấy ngừa thai ha, cái này là cái hình ảnh của que cấy ngừa thai. Thì cái trong cái dụng cụ cấy này có một cái que này dài khoảng 5 cm và được cấy vào dưới dưới da của người, của khách hàng. Đây là thuốc tiêm ha, tránh thai. Thuốc tiêm tránh thai có hoạt chất là DMPA ha, hay là metoxy rồi progesterone acetate đó. Thì cái thuốc này á, cũng là có là progestin đó nha các bạn, progestin. Thì á, là mỗi lần tiêm thì sẽ tiêm một lần 150 mg tiêm bắp và có tác dụng trong vòng 3 tháng là 12 tuần. Tiếp theo là thuốc viên uống tránh thai ha, mình có loại là chỉ có Rosestin thôi hoặc là có kết hợp. Đây là miếng dán tránh thai ha. Mình có thể dán vào xung quanh rốn nè, cái vùng xung quanh rốn nè. Đây là vòng đặt âm đạo phóng thích nội tiết ha. Nội tiết này là gồm có hai loại estrogen và progestin. Thì cái vòng này giống như là một cái được làm bằng cao su ha, giống như sợi dây thun vậy á. Và khi mình đặt á, thì mình sẽ làm thu gọn lại và đặt vào trong âm đạo. Đây là mũ chụp cổ tử cung ha. Thì mình có mũ chụp cổ tử cung vì nó có hai cơ chế ngừa thai. Đầu tiên là nó là rào cản, nó không cho tinh trùng vào trong buồng tử cung. Thứ hai là nó có một cái một số lượng thuốc diệt tinh trùng ha. Nếu mà tinh trùng có lỡ vào được thì có thuốc diệt tinh trùng là cái rào cản thứ hai. Đây là màng âm đạo ha, màng đặt âm đạo. Đây là bao cao su. Đây là thuốc diệt tinh trùng ha. Cái này là tính tính cái ngày mà để tránh phóng nãng á, lịch tính tránh phóng nãng thì mình sẽ canh không quan hệ trong cái ngày mà không an toàn, là ngày 8 đến ngày 19 đối với vòng kinh là đều ha. Đo nhiệt độ cơ thể. Rồi,
Đây là cái slide quan trọng ha, có thể giúp các bạn là thống kê lại những cái biện pháp ngừa thai mà có chỉ số BI từ hiệu quả nhất cho đến kém hiệu quả nhất ha. Đây là cái dòng đầu tiên là hiệu quả nhất, và những cái phần trăm ở đây là chỉ số BI ha. Ví dụ như là que cấy nè 0.05, dụng cụ tử cung phóng thích level nitrogen vòng Miranda là 0.2, và dụng cụ tử cung đồng á, là 0.8, triệt sản nam, triệt sản nữ. Kế đó là thuốc tiêm, thuốc viên uống, miếng dán, phóng thích nội tiết, vòng phóng thích nội tiết và màng âm đạo là có cái chỉ số B cao hơn. Và ở đây á, thì thống kê ta thấy là chỉ số B là có từ 6 đến 12 phụ nữ mang thai trong 100 phụ nữ trong một năm. Đó. Rồi, tiếp theo là những biện pháp kém hiệu quả nhất là bao gồm bao cao su nam nè, 18% chỉ số B là 18. Bao cao su nữ chỉ số B là 21, xuất tinh ngoài âm đạo chỉ số B là 22, miếng xốp tránh thai ha. Kém hiệu quả nhất là các phương pháp nhận thức khả năng sinh sản, có nghĩa là tránh ngày phóng loãng, đo nhiệt độ cơ thể và cái xem cái dịch âm đạo á. Thì ở đây người ta đưa một cái lịch ra thì có nghĩa là tính ngày phóng tránh ngày phóng loãng á, là chỉ số B cao nhất, thì là các biện pháp này là kém hiệu quả nhất. Thì cái nguồn của này là từ Tổ chức Y tế Thế giới 2015 ha. Rồi, đó là nói về tính hiệu quả của một biện pháp ngừa thai. Sau đây là qua về tính an toàn của một biện pháp ngừa thai nha các bạn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì các phương pháp ngừa thai á, sẽ được phân loại thành 4 loại, tương ứng với 4 mức độ an toàn từ thấp đến cao. Có nghĩa là loại 1 á, là xếp ở ở mức độ là thấp nhất, có nghĩa là an toàn dùng của loại đó mà có thể không có vấn đề gì lo ngại. Thứ hai là nếu biện pháp ngừa thai đó được xếp loại 2 thì á dùng được, nhưng mà bởi vì lợi ích tránh thai vượt trội so với các nguy cơ lý thuyết. Loại 3 là loại có nguy cơ ha. Thì á định nghĩa của loại 3 là một cách tổng quát sự tồn tại của nguy cơ về mặt lý thuyết là lớn hơn lợi ích tránh thai của phương pháp. Và loại 4 là nguy cơ của sử dụng biện pháp ngừa thai nó rõ ràng, nguy cơ đó là rõ ràng. Thì á có thể xem á sự phân loại này á ở loại 3 là tương ứng với loại chống chỉ định tương đối, và loại 4 có thể xem là chống chỉ định tuyệt đối ha. Nếu mà người dùng á nếu mà một biện pháp ngừa thai á được xếp loại ở loại 1, loại 2 thì á sử dụng mà không có gì phải lo ngại hết. Nhưng mà ở loại 2 thì có một cái risk, thì phải tư vấn cái risk đó, cái nguy cơ đó cho người dùng. Và loại 3, loại 4 thì là được xếp vô là chống chỉ định, có thể tương đối hoặc tuyệt đối. Rồi, thì đây là những cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về lựa chọn biện pháp ngừa thai dựa trên tính an toàn ha. Ví dụ, thứ nhất là hormone tránh thai kết hợp hay là cốc đó, thuốc ngừa thai kết hợp có chứa hai loại nội tiết đó. Thì nếu mà người đó dưới 40 tuổi đó, thì xếp loại 1. Người đó trên 40 tuổi thì xếp loại 2 về tính an toàn, về nguy cơ của thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ha. Nhưng mà xếp loại 2 có nghĩa là vẫn sử dụng được ha. Thứ hai là ở phụ nữ cho con bú thì á thuốc tránh thai kết hợp
là chống chỉ định đối với người mới có sanh trong vòng 6 tuần và không được sử dụng vì nguy cơ thuyên tắc mạch huyết khối là rõ ràng luôn. Còn thời gian trên 6 tuần đến 6 tháng hậu sản thì nó giảm đi, và tốt nhất, an toàn nhất là những người phụ nữ mà cho con bú á, thì chỉ nên sử dụng hormone tránh thai có chứa hai loại tức, có nghĩa là tránh thai kết hợp á, là khi trên 6 tháng thôi. Nếu mà không cho con bú thì có thể thay đổi ha, mức độ về phân loại ha, dưới 21 ngày thì loại 3. Dưới 21 ngày mà người đó có nguy cơ huyết khối á, thì loại 4. Từ 21 đến 42 ngày mà cái người đó không có nguy cơ huyết khối thì trở thành loại 2 ha. Thì á, nếu mà những cái ô này thì các bạn phải học thêm nguy cơ huyết khối là gì. Nguy cơ huyết khối thường xảy ra đối với những người á, nguy cơ huyết khối cao á, đối với những người có tiền căn thuyên tắc mạch nè, có tiền căn viêm 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 tĩnh mạch nè, béo phì nè, những cái bệnh về mạch máu ha. Còn đối với thuốc tránh thai loại đơn thuần chỉ có progestin thôi mà người sản phụ đang cho con bú thì á, dưới 6 tuần hậu sản là loại 3 nếu mà tiêm, loại 2 nếu là cấy uống ha. Từ 6 tuần trở lên thì nó trở thành loại 1. Đối với dụng cụ phóng thích levonorgestrel ở phụ nữ đang cho con bú thì á, dụng cụ tử cung á, mà đặt từ sau sanh từ 48 giờ đến 4 tuần hậu sản thì loại 3. Bởi vì là ở cái thời gian này á, dụng cụ tử cung dễ bị lạc, nhiều nhất là bị tụt vòng á, cho nên hoặc là có những cái biến chứng nhiễm trùng nên là trở thành loại 3. Còn trong khoảng thời gian khác thì là cái tính an toàn nó cao hơn. Đối với thuốc tránh thai khẩn cấp á, thì á, những cái người mà có tiền sử thai ngoài tử cung, béo phì hay là cho con bú hay là bệnh lý tim mạch nội khoa thì nó an toàn. Về cái phương pháp mà dụng cụ tử cung cho phụ nữ nguy cơ cao mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phụ nữ mà nguy cơ cao mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm những cái đối tượng là trẻ nằm trong độ tuổi sinh sản ha, có nhiều bạn tình, có tiền căn viêm bụng chậu vân vân đó, thì dụng cụ tử cung á, nó sẽ trở thành là đặt dụng cụ tử cung người thai trở thành loại 3 vì là nguy cơ của viêm bùng chậu, áp xe bùng chậu ha. Đối với những người có nguy cơ cao nhiễm HIV thì sử dụng thuốc nội tiết tránh thai là nằm ở loại 2 ha. Và dụng cụ tử cung levonorgestrel thì trở thành loại 1. Thuốc nội tiết tránh thai cho phụ nữ sống chung với người nhiễm HIV thì là thuốc nội tiết tránh thai thì loại 3 ha. Và đối với dụng cụ phóng thích levonorgestrel loại 1. Thì Tổ chức Y tế Thế giới phân loại những cái tính loại 1, loại 2, loại 3 này á, là dựa vào những cái nguy cơ mắc bệnh ha. Thì đây là cái slide mà dành cho những đối tượng đặc biệt ha, có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thì những cái này khuyến cáo tốt nhất là nên sử dụng bao cao su. Rồi, sau đây là tính kinh tế của một biện pháp ngừa thai. Đầu tiên á, hai cái biện pháp mà quan hai cái tính gọi là quan trọng nhất của một biện pháp ngừa thai đó là tính an toàn và tính hiệu quả. Nếu mà người dùng á, thỏa hai cái điều kiện đó thì mình sẽ xét đến khía cạnh kinh tế ha của một biện pháp ngừa thai.
Có những biện pháp ngừa thai rất rẻ tiền, nhưng mà có những biện pháp ngừa thai á, nó giá thành nó cao và nó nguy cơ dài hạn á, nó xảy ra và tính cái chi phí á, của một cái nguy cơ dài hạn á, thì lại rất là cao ha. Thì á, định nghĩa của tính kinh tế là giá thành của một phương pháp, nhưng mà không chỉ có giá thành không mà là tổng chi phí cho cộng đồng nữa. Có nghĩa là hồi nãy chị vừa nói, có nghĩa là khi sử dụng biện pháp ngừa thai đó mà có những rủi ro, có những nguy cơ và xử trí nguy cơ đó, thì những cái chi phí cho những cái rủi ro đó cũng tính vô cái đặc tính là tính kinh tế của một biện pháp ngừa thai. Ví dụ dụng cụ tử cung chứa đồng á, mà mình đặt cho một người sản phụ á, thì nếu chỉ tính riêng cái dụng cụ tử cung nó thôi thì nó không có bao nhiêu tiền hết, nó có mấy chục ngàn à. Nhưng mà khi mà mình đặt vô á, đặt vô cái làm thủ thuật, đặt cái vòng vô cái tử cung của người 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 khách hàng á, thì có mình tính luôn cái chi phí là nguy cơ của thủng tử cung, nguy cơ của nhiễm trùng, nguy cơ của việc nhập viện điều trị đó. Thì cái đó là cái tính kinh tế của một biện pháp. Thì khi mình tư vấn đó, mình sẽ tư vấn luôn những cái chi phí mà có thể để trả tiền cho một phương pháp ngừa thai ha, tính luôn những cái biến chứng, những cái điều trị sau đó. Thì á hồi nãy á, mình học á, trong những cái slide trước á, là mình có bốn yếu tố trong một cái tư vấn lựa chọn một biện pháp ngừa thai. Yếu tố đầu tiên là tính hiệu quả, yếu tố thứ hai là tính an toàn, yếu tố thứ ba là tính kinh tế, và còn một yếu tố nữa đó chính là sự phù hợp với người dùng ha. Khả năng chấp nhận của người dùng, khả năng chấp nhận của người dùng á, nó là do sự lựa chọn của người dùng dựa trên những cái đặc điểm về cá nhân của người dùng. Ví dụ như có người không thích sử dụng bao cao su ha, hoặc là có người á, thì thích một có người cái tính hay quên, thì sẽ sử dụng một biện pháp ngừa thai mà dài hạn, mà ví dụ như không thể dùng thuốc ngừa thai hàng ngày tại vì tính của người đó hay quên, hoặc đặc điểm công việc á, không thể giúp mình nhớ ra việc là mình phải uống thuốc ngừa thai. Thì đó là cái khả năng chấp nhận của người dùng với những cái đặc tính của biện pháp ngừa thai. Thì đó là bốn yếu tố ha, bốn yếu tố của một biện pháp của một cái quá trình tư vấn một biện pháp ngừa thai. Thì mình có thể tóm gọn lại tiến trình của tư vấn một lựa chọn một biện pháp ngừa thai, bao gồm thứ nhất là tính an toàn ha, thứ hai là tính hiệu quả, thứ ba là tính phù hợp, thứ nhất phù hợp về kinh tế, thứ hai là phù hợp về khả năng chấp nhận của người dùng ha. Hồi nãy mình học á, là tính hiệu quả là tính đầu tiên ha, tính hiệu quả tính đầu tiên. Tuy nhiên đó là khi mà mình tư vấn nhân viên y tế tư vấn thì mình phải tư vấn cái tính an toàn trước, còn người khách hàng á, người ta quan tâm cái tính hiệu quả trước ha. Tuy nhiên là mình sẽ ưu tiên cái tính an toàn hơn rồi mới tính hiệu quả. Thì cái bước đầu tiên là mình ưu tiên về cái tính an toàn của một biện pháp ngừa thai, thì các bạn phải sàng lọc những cái bệnh lý mà có nguy cơ khi mà sử dụng một biện pháp ngừa thai thì nó xảy ra biến chứng. Thì ví dụ người đó có bệnh lý huyết khối hay không hà, là những cái người nào mà có tiền căn bệnh lý huyết khối, viêm tắc tĩnh mạch chi dưới ha, thuyên tắc phổi, thì là sử dụng cái thuốc ngừa thai có estrogen là chống chỉ định ha. Những người bệnh lý tăng huyết áp nè, bệnh lý rối loạn mỡ máu, xơ vữa mạch máu ha, đó rồi những bệnh lý nhiễm trùng là chống chỉ định của u xơ tử của đặt dụng cụ tử cung ha, đặt dụng cụ tử cung ha,
bệnh lý nhiễm trùng à, thì khi mà đặt á, thì cái cơ chế của dụng cụ tử cung á, một trong những cơ chế người ta có dụng cụ tử cung là gây ra cảnh viêm. Thế mà có bệnh lý nhiễm trùng, đặc biệt là bệnh lý nhiễm trùng của vùng chậu á, thì chấm chỉ định ha. À, những bệnh lý lệ thuộc steroid, bởi vì steroid nó có liên quan tới chuyển hóa, hội chứng chuyển hóa mà mình có estrogen và progestin. Ngoài cái cơ chế người thai thì nó có cơ chế tác động lên các chuyển hóa muối nước, lipid, đường nữa, nên là nó sẽ ảnh hưởng biến chứng. Đang dùng thuốc thúc đẩy hoạt động của men gan ha. Xuất huyết tử cung bất thường và thống kinh nghiêm trọng. Thống kinh nghiêm trọng thì cái điều này là thống kinh nghiêm trọng thì nên sử dụng những cái loại thuốc mà điều trị thống kinh, thuốc nội tiết á, ha. Xuất huyết tử cung bất thường mà chưa chẩn đoán được nguyên nhân thì không có được sử dụng cái dụng cụ tử cung ha. Rồi thì khi mà mình hỏi những cái vấn đề về tiền sử để sàng lọc á, thì mình lọc ra những cái biện pháp ngừa thai nào dùng được, biện pháp ngừa thai nội tiết, hay là biện pháp ngừa thai là dụng cụ tử cung, hay là biện pháp ngừa thai vĩnh viễn, hay là biện pháp ngừa thai rào cản, mình liệt kê những danh sách đó. Và mình sắp xếp theo thứ tự là tính hiệu quả giảm dần. Tính hiệu quả giảm dần có nghĩa là cái chỉ số BI á, mình tra ra là nó phải từ thấp đến cao ha. Thì mình có hai cái danh sách. Danh sách đầu tiên là danh sách mà có cái những cái biện pháp ngừa thai có giới hạn việc dùng ở loại 1 hoặc loại 2 ha, và theo thứ tự hiệu quả giảm dần. Rồi. Và tiếp theo là về giá thành và mức độ tuân thủ ha, thì người dùng sẽ là người lựa chọn những biện pháp đó phù hợp với các đặc điểm cá nhân, cái sở thích cá nhân nè, với gia đình nè, vợ chồng nè, và đặc điểm xã hội của mình. Và dĩ nhiên là từ những cái danh sách mà mình bác sĩ hay là nhân viên y tế đề nghị. Rồi, như vậy tiến trình của một một cái tư vấn lựa chọn biện pháp ngừa thai thì mình sẽ theo cái tiến trình là thứ nhất là sàng lọc tính an toàn, thứ hai là danh sách thứ tự ưu tiên dựa trên mức mức độ hiệu quả, và mình giới thiệu cho người dùng lựa chọn, và cuối cùng mình đưa ra chỉ định ha. Thì những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà mình tư vấn có tốt hay không, thứ nhất là nắm vững tiến trình tư vấn này, mình hiểu rồi, nãy giờ mình học dễ hiểu ha. Có kỹ năng giao tiếp cái này phải rèn luyện, và có kiến thức chuyên môn về các biện pháp ngừa thai thì cái này là phải học ha, học kết hợp giữa bài lần trước và bài lần này. Thì á, khi mà tư vấn á, đối với một cái khách hàng á, thì mình nên có những cái phương tiện trực quan để người ta có thể dễ hình dung, hoặc là video clip ha. Thì khi mà mình có những cái công cụ á, thì nó người ta dễ hình dung, thì cái khả năng chấp nhận của người dùng á, nó sẽ rõ ràng hơn, người ta sẽ quyết định dễ hơn. Về cái kiến thức chuyên môn á, thì mình phải luôn luôn nhớ thứ nhất là ưu và nhược điểm của từng phương pháp ha. Thứ hai là chống chỉ định và chỉ định ha. Chỉ định là hiển nhiên rồi ha. Chỉ định là của một biện pháp ngừa thai, chỉ định hiển nhiên của nó là ngừa thai rồi, mình sẽ học phần chống chỉ định của một biện pháp ngừa thai ha. Thứ nhất là ưu nhược điểm, thứ hai là chống chỉ định, thứ ba là
cái quá trình của cái thực hiện cái phương pháp người thay đó. Ví dụ như là dụng cụ tử cung á, thì là quá trình đặt là như thế nào, cấy que, quá trình cấy que là như thế nào, và phải nắm về giá, giá tiền, giá thành của từng phương pháp, cơ bản nhất là cái chi phí của một phương pháp đó, để mua một phương pháp đó là bao nhiêu, cơ bản nhất ha. Thì á, phương pháp tránh thai nội tiết á, nó có ưu và nhược điểm như thế nào ha. Ưu điểm của nó là hiệu quả tránh thai cao nè. Thì cái đang nói cái vòng á, thời gian kéo dài ha, và cái Mirena này nè, nó điều trị, nó hỗ trợ điều trị thống kinh ha, thống kinh cái này chắc hỗ trợ điều trị rong kinh, khi mà nó có tác dụng, nó gây vô kinh đó, thì nó mới hết rong kinh, còn trong thời gian đầu thì nó có thể cái rong kinh spot, nghĩa là rong kinh xuất huyết điểm ha, hỗ trợ rong kinh trong cái giai đoạn mà nó gây vô kinh đó, vô kinh do phương pháp người thai á. Và hiệu quả của Mirena thực sự đã được thống kê là nó giảm cái lượng máu kinh, giảm lượng máu kinh, cho nên những người mà ra kinh nhiều á, mà có đau bụng kinh á, thì Mirena nó có hiệu quả ha. Nhược điểm á là tất nhiên là khi mà đặt dụng cụ tử cung nó sẽ gây đau và cơ tử cung sẽ co thắt ha. Thứ hai là nó có thể gây rong kinh ha, nó gây vô kinh, một số người á, gây vô kinh người ta không có chịu rồi nó có thể có tác dụng phụ là của nội tiết ha, gây ứ ứ ứ dịch ha, gây nhức đầu đau bụng này là do cái dụng cụ tử cung nó gây cơ tử cung co thắt, chứ không phải nó đau bụng thống kinh đâu nha. Mirena nó giảm cái triệu chứng thống kinh, và tác dụng phụ nội tiết là viêm bụng trứng cá nè, tuy nhiên nó giá thành này cao nha, mấy triệu rồi. Thì cái này là hết. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thảo đã trình bày bài lý thuyết về lựa chọn biện pháp tránh thai. Thì nãy giờ mình cũng nghe bài trình bày ha, thì các em có câu hỏi hay có thắc mắc gì có thể là nêu câu hỏi thắc mắc ở đây để mình cùng giải đáp. Chào chị. Còn cái về cái slide cuối cùng á, là về lai cuối là về cái ưu nhược điểm của cái vòng tránh thai, là một cái ví dụ thôi, để tụi em muốn tư vấn tốt á, thì tụi em phải tự soạn ra từng biện pháp ưu nhược điểm như thế nào. Tại vì trong bài học của mình á, mình có nêu ra công dụng rồi nêu ra đặc điểm rồi vân vân, nhưng mà để tư vấn được cho tốt á, thì mình phải tự mình soạn ra cái ưu nhược điểm, giống như cái ví dụ đó vậy đó, từng phương pháp, để mình khi tư vấn mình thuyết phục cho bệnh nhân ưu nhược điểm của từng phương pháp là như gì, như thế nào. Tại vì ở trong bài học của mình á, ví dụ như người thay bằng thuốc đi, thì nó cũng nói về lý thuyết chung chung thôi, không có nói cụ thể. Ví dụ ở đây hiện tại thì có nhiều loại thuốc, khi mình tư vấn mình sẽ tư vấn cụ thể yêu cái loại thuốc để lựa chọn luôn á. Thì mình sẽ tra về giá nè, giống như hồi nãy bác sĩ Thảo cũng có hướng dẫn rồi đó, về giá thành ha, rồi về những cái ưu điểm khi dùng, nhược điểm khi dùng, thì mình phải soạn sẵn những cái đó. Mình về kiến thức thì mình đã nắm rồi, nhưng mà mình phải làm sẵn cái đó để cho mình có cái căn cứ mình tư vấn cho bệnh nhân thuyết phục hơn. Và nhắc lại là về cái kỹ năng tư vấn á, thì trong bài này không có dạy về kỹ năng tư vấn, cái đó là mình học trong cái kỹ năng giao tiếp. Nó có các bước tư vấn như là đầu tiên là chào hỏi ha, gợi mở. Cái bước chào hỏi là mình phải có không gian của một cái phòng tư vấn đảm bảo riêng tư kín đáo cho bệnh nhân, rồi vô mình phải tạo không khí là chào hỏi ha, rồi giới thiệu bản thân, đó là kỹ năng trong cái bài kỹ năng
tư vấn á, thì nó cũng giống những cái kỹ năng tư vấn khác thôi, thì này tư vấn về kế hoạch gia đình thì mình sẽ chào hỏi giới thiệu bản thân, rồi mình gợi hỏi, tức là mình sẽ đặt câu hỏi để mình tìm hiểu cái nhu cầu của người ta cần một biện pháp như thế nào, rồi sau đó là mình sẽ đưa ra cái phần trong cái bài này là đưa ra cái tiến trình để quyết định chọn cái biện pháp ngừa thai. Thì quyết định đó là người bệnh nhân chứ không phải là mình, bệnh nhân là người quyết định, mình chỉ cung cấp những cái biện pháp sau khi mình sàng lọc. Ưu tiên số 1 là tính an toàn. Trong bài học mình á, mục tiêu cái đầu tiên mình đưa lên dạy á, là tính hiệu quả, nhưng mà khi tư vấn mình phải biết là mục tiêu hàng đầu đó là tính an toàn, mình phải đưa lên trước tiên, mình phải lựa chọn. Bệnh nhân không có biết những cái biện pháp gì thì mình lựa chọn những cái biện pháp an toàn cho bệnh nhân và hiệu quả cao ha. Mình đưa tư vấn mình đưa lên trước, mình đưa ra những cái biện pháp, ưu nhược điểm từng biện pháp đó. Sau khi mình tìm hiểu nhu cầu đó, ví dụ như người ta muốn, tôi muốn một cái biện pháp ngừa thai lâu dài, thì mình lựa chọn những biện pháp lâu dài an toàn hiệu quả phù hợp với người ta, rồi mình đưa ra. Thì người ta, chính bệnh nhân khách hàng là người lựa chọn dùng phương pháp nào. Sau khi người ta quyết định là dùng cái phương pháp đó rồi, thì bắt đầu mình mới, cái bước tiếp theo là mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về cách dùng nè, đúng không? Về cách dùng, ví dụ như là uống thuốc thì hướng dẫn cách uống thuốc như thế nào, rồi á, về những xử lý những cái sự cố nếu mà có xảy ra, hoặc là ví dụ như là cái que hay là đặt vòng gì đó, thì mình cũng mô tả sơ sơ cái quy trình đặt như thế nào để cho người ta có một cái chuẩn bị để người ta được làm như vậy, và lịch khám, lịch theo dõi vân vân. Thì sau đó mình sẽ tư vấn tiếp tục cụ thể trên từng cái phương pháp, thì cái đó là cả một cái tiến trình để mà mình tư vấn người thai. Thì mấy bạn có câu hỏi gì có thể là bật mic lên đặt trực tiếp luôn nha. Mình còn 15 phút nữa lận đó, đúng không? Tới hình như tới 17 giờ 20. 7 giờ 20. Còn 15 phút nữa lận, mấy em cứ đặt câu hỏi đi. Mời các bạn đặt câu hỏi nha. Dạ cô ơi, cho em hỏi là về cái tính an toàn của thuốc tránh thai khẩn cấp của cô. Là em thấy hình như ở trên slide ghi là béo phì là loại 1, nhưng mà em đọc trong sách thì béo phì là loại 2 á cô. Em đọc trong sách nào? Dạ sách của trường mình đó cô, sản phụ khoa bệnh lý của trường mình. Cái này thì tôi sẽ xem loại trong phân loại của WHO nha. Chính xác nhất là mình xem trong phân loại của WHO. Cái này mình lấy cái phân loại của WHO thì để mình xem lại coi là nó loại mấy ha, và tụi em cũng có thể tra trong đó, thì cái đó là đáp án cuối cùng ha, tôi cũng sẽ xem lại. À, đáp án cuối cùng nha. Dạ, em cảm ơn. Lại thì có thể là nhầm lẫn bên nào đó, nhưng mà mình xem lại cái đó là chính xác nhất ha. Nó có cái bảng cái bảng của WHO ấy, mình gõ trên mạng là mình tìm ra. Thì cái đó là hướng dẫn của mình nha, hướng dẫn của mình khi sử dụng, khi tư vấn. Rồi mấy bạn đặt câu hỏi nữa đi. Mình trao đổi thoải mái thôi, không có gì phải. Em có thể hỏi cái gì mà trong bài mình chưa rõ nè, hoặc là những cái gì mà mình còn thắc mắc. Dạ cô, giờ cho em hỏi là cái thuốc nổi tiếng tránh thai cho phụ nữ sống chung với người nhiễm HIV, mình tại chia ra hai cái giai đoạn riêng là 1, 2 với 3, 4 cho cái sử dụng dụng cụ trực khuôn phóng thích NG, thì mình tại sao mình phải chia ra thành hai cái
riêng vậy, tại tại vì em thấy là cái biện pháp tốt nhất vẫn là sử dụng bao cao su, mà tại sao vẫn hồi nãy này vẫn dùng cái dụng cụ tử cung rồi. Dạ, em thấy là chia ra là ở trên là giai đoạn 1, đối với giai đoạn 1, 2 thì sẽ dùng lại là loại 2, còn giai đoạn 3, 4 là loại 3, thì cả hai cái này đều có ý nghĩa là mình không không có nên tương không nên dùng vì cái nguy cơ đó nhiều hơn. Đối với cái đối tượng mà lây nhiễm qua đường bệnh lý lây truyền qua đường tình dục đó, thì mình biết là tốt nhất vẫn là bao cao su để mà tránh lây nhiễm cho bạn tình ha, thì tốt nhất vẫn là xài bao cao su. Tuy nhiên cái biện pháp ngừa thai này nó không có chống chỉ định trên đối tượng đó, nó đâu có chống chỉ định đâu, cho nên mình khi người ta có nhu cầu thì mình vẫn có thể sử dụng cho người ta, cho những cái đối tượng mà có cái bệnh lý đó. Tuy nhiên em nói là đối tượng HIV đúng không, HIV rồi các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, thì đối với những cái giai đoạn mà ba nhiễm HIV á, em Thảo Thảo mở lại cái chỗ đó đi, Thảo mở lại cái bảng chỗ đó đó, chỗ HIV sau cái bài chỗ nó chỗ nãy á. Em chưa có bật mic nói không. Dạ là mở ngay cái chỗ chỗ cái bảng, cái bảng phân loại đúng không ạ? Thấy chưa ạ? À? Để em chia sẻ lại, hình như nó bị mất rồi hay không? Cửa sổ. Đây. Dạ chị thấy chưa chị? Chị thấy chưa chị? À, chị tắt mic rồi, anh em không nghe. Thấy rồi Thảo. Nè dạ. Share lại cho mấy em coi ha. Đối với dụng cụ tử cung cho phụ nữ nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục lần đầu là loại tính an toàn là loại 2 hoặc loại 3, tức là mình vẫn có thể sử dụng, vẫn có thể tư vấn và sử dụng cái biện pháp này. Nếu như mình trong tiến trình lựa chọn chọn mình thấy là mình sàng lọc, mình thấy là phù hợp thì mình vẫn có thể sử dụng. Vì loại 2 đến loại 3, loại 2 là mình có thể sử dụng nè. Loại 3 thì cũng có thể sử dụng nhưng mà có nguy cơ cũng nhiều rồi, cho nên là mình phải cân nhắc. Rồi em nói là lần đầu, cái này là lần đầu. Lần đầu là loại 3, đang sử dụng là loại 2. Ý là em hỏi chỗ này đúng không? Dạ, em thấy trên slide là cái giai đoạn 1, 2 với 3, 4 thì đến cái tính an toàn nó được xếp vào loại 3 với loại 1 hết. Tại sao mình phải tách ra hai cái riêng của cô? Em thấy tách là giai đoạn 1, 2 nó là thuộc loại 2 với loại 1. Loại hai là cho dụng cụ tử cung, còn loại một là phương pháp còn lại. Còn trong sai thì em thấy là đi loại ba với loại một. Cái này chắc là mình học trong sách đi nha, coi lại cố hô rồi điều chỉnh lại, học trong sách đi, tại vì có thể trong sách là đã điều chỉnh rồi đó. Cái này để tôi chỉnh lại cái slide này rồi tôi gửi lại cho tụi em ha. Tôi xem lại trong hô á, của hô á, rồi tôi chỉnh lại, tôi gửi lại cho tụi em nha. Còn cái chỗ mà dụng cụ tử cung nè, phụ nữ nguy cơ cao mắc bệnh lây truyền tình dục, nếu như lần đầu á là chưa có sử dụng lần nào ha, thì người ta xếp loại 3, tức là nó sẽ nguy cơ hơn, tại vì chưa chắc gì cái này vô nó hợp với người đó. Nhưng mà cái người này nếu mà đang sử dụng, ví dụ như đang sử dụng dụng cụ tử cung thì á, người ta hết hạn ha, thì mình thay dụng cụ tử cung thì nó sẽ là loại 2, tại vì người ta đã từng dùng rồi, nó loại 2 ha, không không phải là chống chỉ định nha, không phải là thận trọng đó. Còn nếu dùng lần đầu thì phải thận trọng, tại vì có thể là nó không có phù hợp ha, chưa có mình chưa người ta chưa có thử đó, nên không biết là có hợp hay không, nên tính an toàn nó sẽ không có bằng so với lại người đang sử dụng.
Rồi mấy em còn hỏi gì nữa không? Thì lần trước á, có một bạn đặt câu hỏi cho chị á, gửi mail đặt câu hỏi cho chị là dụng cụ tử cung sẽ được đặt vào thời điểm nào thì là phù hợp nhất, thì câu trả lời là trong vòng 5 ngày đầu của chu kỳ kinh và tốt nhất là ngày thứ ba nha bạn, tại vì thời điểm đó thường là cái hiện tượng chảy máu kinh nó ổn định rồi, nó bắt đầu hết chảy máu rồi, thì lúc đó mình sẽ đặt dụng cụ tử cung. Và vì sao là đặt trong 5 ngày đầu của chu kỳ kinh, bởi vì lúc đó cái cổ tử cung mình nó mềm và nó mở, thì đặt dụng cụ tử cung nó sẽ dễ hơn, nó giảm đau hơn ha. Còn câu hỏi thứ hai là thuốc tránh thai đơn thuần là chứa thành phần nào, thì nãy giờ bạn được học lại và ôn lại rồi ha. Thì thuốc tránh thai đơn thuần đó là thuốc chỉ chứa cái nội tiết là progestin thôi. Và cái câu hỏi thứ ba là các bạn hỏi là chỉ định của thuốc tránh thai chỉ có progestin là khi phụ nữ không sử dụng được thuốc tránh thai phối hợp, có đúng không? Thì không, mình không có sử dụng từ chỉ định trong cái lựa chọn biện pháp ngừa thai, mà mình sẽ phải nói là khi mà người ta có chống chỉ định với thuốc ngừa thai phối hợp, thì lúc này mình sẽ dựa vào cái tiến trình tư vấn lựa chọn biện pháp ngừa thai, có nghĩa là mình phải sàng lọc lại và đưa ra một cái danh sách. Thì á, lúc này á, nếu mà người ta có chỉ định chống chỉ định với thuốc ngừa thai phối hợp, thì không chỉ có progestin được lọt vào danh sách mà có thể là những cái biện pháp ngừa thai khác nữa. Thì lúc này á, khi mà mình có một cái danh sách cho khách hàng rồi, thì lúc này á, khách hàng sẽ tự lựa chọn ha, dựa trên cái đặc tính của cá nhân, gia đình và xã hội của họ ha, chứ không có cái câu nói là chống chỉ định của phối hợp là thuốc ngừa thai nội tiết đơn thuần, thì cái câu này nó không có đúng nha bạn. Đã, câu hỏi thứ tư của bạn nó hỏi là vòng hạnh phúc là gì vậy ạ? Thì nếu mà một biện pháp ngừa thai nãy nó nãy giờ mình học đó, thì có những cái tên và những cái thuật ngữ, thì mình chỉ sử dụng những cái tên này để mà mình học và mình tư vấn thôi, chứ mình sẽ không có sử dụng cái tên nào khác, ví dụ như là tên là vòng hạnh phúc nha nha bạn. Rồi thì không biết có hôm nay có bạn đó ở đây không, thì bạn đó có muốn hỏi gì nữa không? Rồi những bạn khác thì có câu hỏi gì không? Rồi nếu mà không có câu hỏi gì thì mình kết thúc nha. Thì em cảm ơn chị Phượng, bác sĩ Phượng đã dành thời gian dự giờ và đóng góp vào bài giảng của em. Em cảm ơn chị. Rồi và cái phần mà sẽ gửi lại cái bài PowerPoint này cho các bạn khi mà chị xem lại cái phân loại tính an toàn của HU nha, thì chị sẽ gửi lại cho các bạn trong trong tuần này ha.
Rồi các